ống này anh em ơi. Úi giời ơi. Một con to. Hàng to anh em ơi. Úi giời. Con này bự các bác ơi. Vâng, hello, xin chào 500 anh em quay trở lại Phong Thảo Vệ Sinh nhá. Lại chương trình bóp mồi đi câu anh em ạ. Hôm nay em không ngâm nước, em cho xay. Thì em thấy xay ra nó có rất một cái ưu điểm là khi xay ra bóp cái cám viên này mới mủ chua nó rất là chắc mồi anh em ạ. Nó chắc kinh khủng luôn ấy, mà ngâm đi nó cực kỳ nấu tan luôn. Đỡ phải cho cắm gà. Mỗi tội là không nọ xay máy của vợ nó hỏng mất cái rồi. Hôm nay lại mình phải mua cái ra chợ đồ cũ ạ, mua một cái về để chuyên xay. Không dùng mấy cái máy xay hoa quả bình thường thì nó dễ cháy lắm. Cái này là cái máy em mua cũ ấy. Xay nó có hỏng nữa tiếc. Anh em nào lấy cái máy xay sinh tố của vợ xay cẩn thận, chửi chết đấy. Hôm nay em xay chỉ kẹt kẹt tí mà nó cháy mất. Cám thơm lắm anh em ạ. Nó mịn, cái này các bác cho ủ chua thì nó thật sự là nó dẻo kinh khủng luôn, mà để đến nước nó lâu tàn lắm. Hôm nọ em xay ra bắt đầu em bóp mà em thả lên nước nó rơi là 2-3 tiếng cái cục bó mồi của em không tan ra. Dã man. Đây là cũng là cũng mồi cuối qua thùng hết này. Anh em này. Thùng sạch bong rồi đấy. Đào cũng mùi cuối ra đánh. Cái này chắc là phải cho thêm tí nước. Cái bột này là thấm nhiều nước lắm. Đấy, anh em không cần phải cho cắm gà đâu. Bởi vì mình xay ra như này thì cái bột này nó rất là dẻo, nó dính màu ủ chua rất là dẻo luôn. Đôi khi còn khô nữa thôi. Mình cho thêm chút nước vào nó khô quá này. Chua thơm các bác nhá. Cá tự nhiên mà đánh bằng cái quả mồi này thì nó chuẩn lắm. Chuẩn nhạy luôn á. Ôi, tìm mãi được địa điểm đẹp anh em. Cái này nó là con kênh em ạ. Chắc là tí em lên cái đầu cống như kia em quay anh em xem nhé. Hơi nắng này tít mù nữa ngày cơ. Đồ đạc ba lô đây. Giờ chắc em đi sâu sâu cái chỗ nó quang quang kia nó không bị vướng mấy cái dừa anh em nhé. Thì trong đấy câu thời tiết này ở đấy nó hơi lắng các bác ạ. Ngồi ngay quãi thì đất này đi hơi nắng. Chỗ này đẹp đấy. Cắm tạm cái ô rồi nữa. Bãi đấy đẹp đấy các bác ạ. Phao thì hôm nay em đánh phao 20 và đánh hai cánh màu xanh nhìn cho nó phê mắt anh em nhé. Bởi vì lúc mưa trời nắng to đấy anh em nhìn cánh màu xanh nó đỡ bị chói hơn là so với việc anh em nhìn cánh màu đỏ đấy. Nhìn màu đỏ nó hơn to mắt. Đây, bây giờ mình cào lỗ ra các bạn. Cào lỗ là mấy ổ đánh.
đi câu ổ bèo, quái cây trồng bèo rất là sướng các bạn ạ. Rồi, đục mãi em đục được một cái lỗ này các bác ạ. Bây giờ xào ổ các bác nhé. Xào ổ đây. Wow. Sau này anh em ta triển khai chương trình đánh bóng mồi các bác nhé. Ui, anh em thấy nó bầm quá thế mà chợt nhỉ. Phí thật đấy. Ui, nó chạy sụp tăm, còn đấy khả năng to đấy các bác ạ. Ui, anh em nhìn nó chạy sụp tăm, phí nhỉ. Thế mà chợt. Chứng tỏ đấy có hàng đấy các bác ạ. Ống này anh em ơi, ui, một con to, hàng to, hàng to anh em ơi, ui trời, con đấy bự các bác ơi, ý à, cá chìm anh em ơi, phê quá, quá, chìm to anh em ơi, mày, quật cọng, wow, chìm bự các bác ơi, được con chìm to các bác ơi, ui trời, này được đấy. Chết rồi. Bùng. Mình tí bùng nữa anh em ơi. Để lên nó dãy bùng nữa trên bàn. Chết rồi.
vào dọ, vào dọ các bác ạ. Ok luôn. Có. Ok. Đã quá anh em ạ. May quá, nó tí nữa thì mất các bác, nó rút kia, may là nó còn có bèo. Mà sướng thật. Con chim to đấy anh em ạ. Đánh ở đây gặp quá chim phế quá. Wow. Ui được đường cá chim phê quá các bác ạ. Xuống thật đây. Mồi đánh ok đấy anh em ơi. Phê quá. Xuống xuống rồi. Phê phê. Đấy. Đóng ngay. À, rô phi các bác ạ. Nó cứ nhập vừa vào vẫn hóa rô phi. Rô phi đạp cái này mà nhấp bắt nhéo nhỉ các bác này. Rô phi đạp cái này mà nó nhấp bộ đau nó tuyệt. Thế mà bực mình nhỉ. Rô phi đẹp thế mà nó đóng vớ vẩn thật anh em ạ. À, cũng mồi xuống này. Đóng rất vớ vẩn. Đóng rồi anh em ơi. Wow wow, bự bự anh em ơi. À có thể bự. Ui lại 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 cá chim, cá chim, cá chim quá ơi. Chim nào, chim nào, chim nào. Chim nào. Phê 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 anh em ơi. Ai. Con nhìn nhìn đã chưa. Con này to. To 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 anh em ạ. À. À không, nó mắc ở trong đâu. Xuống xuống gỡ ra anh em ạ. Có phải mất đấy chứ. Cậu lên này này này. Vào đọ luôn.
chim chim đẹp quá. Thả mồ với tâm không? Động ngay các bác ơi, động ngay. Động ngay các bác ơi, động ngay. Úi xa, rô phi to các bác ạ. Rô phi bàn tay luôn. Đẹp, đẹp, đẹp. Rô lai mới rô xịn mà. Đó, nhà mình nè. Phê chưa các bác ơi. Đồ 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 cụ luôn. Người trong phòng. Ui giời, thôi 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 thôi. Thôi thôi vào rọ. Vào rọ anh em ơi. Đồ đẹp quá. Đồ quá xịn luôn anh em. Tuyệt vời không mặt trời. Ôi, bây giờ muộn rồi về đấy anh em ạ. Cá này được khớ khớ đi. Giật nó kéo đãi cả tay anh em ạ. Phê quá. Hai chim, hai rô phi. Quá đã các bạn ạ. Nói chung là đi đánh lục ổ này thì không có gì để nói nữa. Thành công mỹ mãn. Tuy là phao cánh xanh nhưng mà nhìn cũng rất là sướng anh em ạ. Ngắm phao rất là phê. Mới tội nước ở đây nó không được sâu lắm này. Này đi em quên không ghế, thành ra là ngồi không được lâu quá bác ạ. Ngồi nó mỏi chân quá. Này đi quên cầm ghế. Để cầm ghế thì còn ngồi còn lâu. Bãi này mình đã chắc còn phải ra nhiều buổi nữa. Cảnh quá đẹp luôn. Thu đồ. Anh em xem cá này. Đây, hàng đây anh em này. Đấy, sao sao sao. Được hai con chim, hai con rô phi các bác ạ. Đấy, đánh tự nhiên nó được như thế này là nó thật sự mà anh em mà nó gọi là cuốn ổ luôn đấy các bác ạ. Đấy, có bác nào đánh tự nhiên mà được như này không? Phê chưa? Rô phi này nói chung là nó cũng được phải đến 3 lạng con. Này rán mệt đấy. Có hai con chim này chắc hai nhỏ nhỏ này em cầm về em nuôi các bác nhá. Đấy, còn rô phi rán, hai vợ chồng ăn hai con này là thoải mái rồi. Rồi về đây các bác ơi.